chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lời Chúa vinh dân Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo các con đang nghe thầy đây, các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình. Hãy chúc phúc cho những kẻ nguyện rủa mình. Hãy cầu nguyện cho những kẻ vô khống mình. Ai vả con má bên này thì đưa cả má bên kia. Ai lột áo ngoài của con thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì con hãy cho và ai lấy gì của con thì đừng đòi lại các con muốn người ta làm điều gì cho các con thì hãy làm cho người ta như vậy nếu các con yêu những kẻ yêu các con thì còn ân nghĩa gì nữa vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con thì còn ân nghĩa gì cả những người tội lỗi cũng làm như vậy và nếu các con cho ai vay mượn mà trong người ta trả lại thì còn ân nghĩa gì cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả sòng phẳng vậy các con hãy yêu kẻ thù hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trong báo đền phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao và các con sẽ là con cái đấng tối cao vì người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác vậy các con hãy ở nhân từ như cha các con là đấng nhân từ đừng xét đoán thì các con sẽ khỏi bị xét đoán đừng kết án thì các con khỏi bị kết án hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha hãy cho thì sẽ cho lại các con Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dằn, đã lắc Và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con Vì các con đông đấu nào Thì cũng sẽ được đông trả lại bằng đấu ấy đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người khen Chúa. ông bà anh chị em thân mến thông thường gặp người tốt thì chúng ta quý gặp người dễ thương thì mình thương mình thích gặp người khó ưa thì mình chối từ thật vậy chúng ta rất dễ gần gũi với những người dễ mến, dễ nhìn, dễ yêu. Thế mà tình yêu Chúa Giêsu mời gọi chúng ta dành cho anh chị em của mình để họ được sống trọn vẹn hơn. Đó là một tình yêu cho đi một cách nhưng không. Kể cả những người thù nghịch của chúng ta mà Chúa Giêsu dạy ngày hôm nay các con Hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình và chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình. Đây không phải là một lời mời gọi rất khó mà còn quá là khó. Kính thưa ông bà anh chị em, tình yêu mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta dành cho những người mà chúng ta không yêu mến họ ngày hôm nay thiết nghĩ đó là một tình yêu khác với tình yêu vợ chồng khác với tình yêu người nam dành cho người nữ hay kể cả khác với tình yêu chúng ta dành cho bạn hữu thân thiết mà đây được xem chừng như là tình yêu chỉ có một chiều mà thôi nhưng trước hết, chúng ta phải nhìn thấy đó là tình yêu của Thiên Chúa, đó là kiểu mẫu của nét yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Một cách nhưng không, một cách vô điều kiện, một cách hy sinh trọn vẹn. Một tình yêu khác với lẽ tự nhiên, khác với tâm tình bình thường của mỗi người chúng ta là yêu người thương mình hay là thích những người làm ơn có ích lợi cho mình mà là một tình yêu nhưng không của Chúa Giêsu muốn chúng ta dành cho anh chị em của mình. Trước gia người Đức Nis, ông ta đã từng dám cho rằng nét nhân hậu hiền lành của Kitô giáo đó là hành động của những kẻ hèn nhát. Thế nhưng tinh thần Kitô giáo hay là tình yêu mà Chúa Giêsu đã từng gieo vào thế gian và dạy dỗ muôn người đó đã minh chứng cho rằng một tình yêu mà Chúa Giêsu mời gọi ngày hôm nay đối với các Kitô hữu đó là một tình yêu anh hùng và kiên cường một tình yêu cao thượng bởi vì cho đi một cách nhưng không sự cho đi đó thật không dễ Để chúng ta có thể nhuễn một nụ cười thân ái Dành cho những người mà mình không thích Hay thật không dễ để tha thứ cho một người Đã từng làm cho chúng ta phải nếm trải kinh nghiệm Làm ơn mắc quán Để phải yêu thương họ Để phải nâng đỡ họ để phải đến gần với họ trong cựu ước có một câu chuyện rất đẹp đó là câu chuyện của thánh vương david kinh thánh cựu ước kể rằng một ngày kia vua saul đã không đem lòng yêu mến thánh vương david cho nên ông ta dẫn tướng áp và binh lính đi tìm để giết vua David. Trên đường đi đi tìm mãi cho nên vua Saul và tướng áp đã mệt mỏi cho nên vua Saul, tướng áp và binh lính đã ngủ say. Và trong khi ngủ say thì thánh vương David đã đến. Thay vì ông hành xử giết chết vua Saul chẳng hạn. Nhưng thánh vương David đã không làm như thế và ra lệnh cho Avisai đừng giết vua bởi vì chẳng ai tra tay hại đấng đã được sức giàu mà nên chuyện cả. Cho nên lúc đó vua David và Avisai đã lấy cành giáo bình nước của vua sa un ra đi đến một nơi an toàn và la lớn lên rằng vua sa un hãy cho đầy tớ sang đây lấy chiếc giáo của ngươi đó là chiếc giáo mà vua sa un đã muốn đâm vào người thánh vương David quả là một con người rất đáng khen thánh vương David và chúng ta cũng không thể quên được những lời được tâm sự rất chí tình của tác giả quyển sách Đường Hy Vọng, Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã tâm nguyện rằng môi miệng con, trái tim con, lỗ tai con, khối óc con, lá gan con và cả con người vùng vẫy của con phải yêu thương giống như Chúa Giêsu. Và ngài chia sẻ thêm nữa, tôi không muốn nhìn quá khứ hay nhớ quá khứ của anh chị em mình mà chỉ muốn nhìn thấy hiện tại của anh chị em để yêu thương, để nâng đỡ và nhìn tương lai của anh chị em để tin tưởng và khích lệ nhau nhiều hơn quả thực lời chúa ngày hôm nay thưa ông bà anh chị em là một gợi ý cho chúng ta khi chúng ta sống giữa đời sống giữa anh chị em có thể trong một xã hội mà người công giáo hay người kia tơ hữu đang sống một cách rất khó khăn vô lý hay là chúng ta bị coi thường bị thoá mạ một cách nào đó một cách vô tình tuy nhiên tình yêu của Chúa Giêsu ngày hôm nay hướng dẫn cho chúng ta sống giữa cuộc đời như những chứng nhân thật sự. Vì muốn giống như Chúa Giêsu mà chúng ta yêu thương anh chị em của mình, kể cả những người không yêu thích chúng ta hay những người làm hại chúng ta. Vậy để sống lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta có thể nhắc nhớ cho chúng ta rằng để yêu thương kẻ thù, phải làm sao? Thưa chắc chắn chúng ta phải cầu nguyện đi tìm ơn thánh Chúa nâng đỡ cho chúng ta, chứ không phải dễ dàng để chúng ta yêu thương kẻ thù như Chúa muốn Chúa dạy chúng ta. Và điều chúng ta có thể nhìn ngắm Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã yêu thương mọi người như thế nào? trong thời Chúa Giêsu đi rao giảng những người biệt phái những luật sĩ các kinh sư đã từng chống đối Chúa thay vì Chúa thoá mạ hay Chúa triệt hạ nhưng Chúa đã dạy dỗ một cách thật tình để họ được biến đổi chúng ta cũng thế bao nhiêu lần chúng ta được Chúa thương yêu tha thứ Ngài cho chúng ta một tình yêu nhưng không vô điều kiện có khi chúng ta không xứng đáng nhưng Chúa vẫn yêu thương Và nhận chúng ta làm nghĩa tử Như trong lời Thánh Phaolô đã nói Gửi cho giáo đoàn Colossae Và rồi Chúng ta cũng hãy noi gương Chúa Giêsu Là một người mẫu của tình yêu Để sống yêu thương anh chị em của mình Cảm thông với những gì Anh chị em của mình xúc phạm đến chúng ta